đứng ở lan can, vẫy khăn kêu cứu. Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải toát mồ hôi, giải cứu bằng xe thang. Những hình ảnh này chắc chắn sẽ còn ám ảnh mãi với những người đang sống ở các chung cư. Nhưng sau Carina Plaza tại thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn những chung cư chở cháy. Chung cư Quốc Thanh, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Hàng chục hộ dân sống ở đây đang hết sức lo lắng về những rủi ro một khi hỏa hoạn có thể xảy ra, bởi hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng chưa hề được lắp đặt. Tôi đang đứng tại chung cư Quốc Thanh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Như các bạn đã thấy thì đây là cái con đường duy nhất để tiến vào chung cư. Nếu giả sử mà chung cư này bị cháy thì cái công tác chữa cháy tại chung cư này cực kỳ nan giải đối với cơ quan chức năng. Những chung cư như thế này xuống cấp nghiêm trọng, tường và trần nhà bị nứt nẻ và bong chóc, nhiều mảng bê tông tại cầu thang và khu vực cửa bị đổ vỡ. Ngoài ra, hệ thống dây điện chằng chịt, không có hệ thống cố định, dây này chồng chéo dây kia, thả dây điện từ trên tầng cao xuống dưới đất, đe dọa đến sự an toàn của người dân. Hàng trăm hộ dân sống ở các chung cư này luôn sống trong sợ hãi. Xin chào quý vị và các bạn. Đây là tổ phòng cháy chữa cháy của chung cư Quốc Thanh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Tuy nhiên thì khi chúng tôi đến đây thì là có khoảng tầm 10 cái tủ phòng cháy chữa cháy. Nhưng khi mà mở tủ ra thì trong các cái tủ này không có một cái thiết bị phòng cháy chữa cháy nào. Thì các bạn hãy tưởng tượng xem nếu như mà chung cư này bị cháy thì những cái vật dụng như thế này có thể là chữa cháy được không? Là bị ăn trộm hả chị? Ừ. Tương tự, ở chung cư Nguyễn Thị Nghĩa và chung cư Nguyễn Thái Bình, mặc dù có các bình chữa cháy, nhưng người dân ở đây cho biết chung cư không có hệ thống báo cháy. Con đường nhỏ hẹp, nhưng chung cư Nguyễn Thái Bình, đường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để tới hàng ngàn chiếc xe máy. Chung cư Nguyễn Thị Nghĩa để hàng trăm chiếc xe máy, chỉ để một lối nhỏ cho người dân đủ đi. Với những lối đi nhỏ hẹp kiểu này, nếu không may xảy ra sự cố, hàng trăm hộ dân sống tại các chung cư này sẽ phải thoát thân thế nào? Không những thế, tại các căn hộ của chung cư Nguyễn Thị Nghĩa, ở các lan can, ban công, đa số có lắp đặt chuồng cọp để phơi đồ hay an toàn cho các bé khi vui chơi. Tuy nhiên, khi có sự cố xảy ra, người ta sẽ không thể thoát thân bằng đường cửa sổ. Mà có sự cố gì về điện chưa cô? Cũng có, nhưng mà từ lúc ở giờ được có 1-2 lần thôi. Dạ. Mà không nhiều. Dạ. Mà chằng chịt như thế này thì cái một lần có sự cố thì người dân sẽ làm sao nhỉ? Thì chạy rồi chứ biết làm sao bây giờ. Thảm kịch xảy ra tại chung cư Carina Plaza thực sự đã là một lời cảnh báo cho những chung cư đang buông lỏng công tác phòng cháy chữa cháy, coi thường tính mạng người dân. Trả lời phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hiện nay ở nhiều chung cư, công tác phòng cháy chữa cháy đang bị xem nhẹ, thiếu an toàn, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Nếu có sự cố về cháy nổ thì có nguy cơ cao gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có hơn 100 chung cư xuống cấp trầm trọng với hàng chục ngàn hộ dân cần phải tháo dỡ, di rời và hàng trăm chung cư khác cần nâng cấp, sửa chữa. Thực trạng cho thấy, ở không chỉ hệ thống phòng cháy cháy không đảm bảo, mà hệ thống điện mặc dù còn sử dụng được nhưng cũng xuống cấp. Hiện nay, các quận huyện đang kiểm tra, phân loại chất lượng các chung cư cũ nhằm lên phương án cải tạo, sửa chữa, tháo dỡ, xây mới. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.